đến phần ghép tiếng, ghép lời, ghép hình, được chưa? Rồi bây giờ chúng ta sẽ dùng một cái phần mềm đó gọi là Adobe Character Animation Animator 2023. Cái phần mềm này miễn phí anh chị nhé. Nó có cái phần có phí và phần miễn phí, nhưng ở đây là Huy gì ạ? Huy sử dụng cái phần miễn phí để anh chị em chúng ta cùng làm, tức là nó đơn giản để anh chị em cùng làm. Rồi ở đây thì chúng ta có thể thiết kế nhân vật riêng, tuy nhiên thì cái thiết kế nhân vật nó sẽ phù hợp với cả cái phần có phí thôi, cái phần miễn phí thì nó không có nhá. Thì ở đây chúng ta sẽ chọn những cái nhân vật mà nó có sẵn, đúng không ạ? Chọn nhân vật có sẵn thay vì là chúng ta tạo một cái nhân vật riêng của mình, thì chúng ta chỉ cần chọn nhân vật có sẵn thôi. Và ở đây thì Huy thấy có hai cái nhân vật này đây, nhân vật này hoặc nhân vật này đó. Trông nhân vật này trông là gì ạ? Đồng chí này trông khá là thành công, đấy chưa ạ? Đấy, và đây là cô này là cô bạn, có trông có vẻ là hơi 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 sổ sẻ một tí đó. Thì Huy sẽ chọn hai cái nhân vật này là hai cái nhân vật gọi là chính, còn ngoài ra cái dẫn ấy, thì chúng ta không cần nhân vật, được chưa ạ? Rồi đầu tiên là chúng ta sẽ chọn cái nhân vật này, được chưa ạ? Rồi ở đây thì chúng ta sẽ chọn là gì ạ? Là square, đấy là hình vuông, được chưa ạ? Rồi ngoài ra thì chúng ta sẽ chọn là nền xanh để làm gì ạ? Để chút nữa là chúng ta sẽ ghép nó vào trong cái bối cảnh, được chưa ạ? Ghép nó vào trong bối cảnh đó. Thì ở đây Huy sẽ làm cái này cho nó dễ nhá. Huy sẽ làm cái việc này cho nó dễ này, đó là Huy sẽ ghép tất cả những cái đoạn của Hải vào trước, sau đó thì bắt đầu mới gì ạ, mới mới tạo thì nó sẽ nhanh hơn một chút nhá. Rồi đấy, đầu tiên Huy sẽ import toàn bộ cái file này vào đây. Đấy, Huy sẽ import toàn bộ cái file âm thanh này vào, được chưa? Rồi bây giờ với cái phần Hải, Huy sẽ chào Yến, lâu quá không gặp nhau nhỉ, người chúng ta đã có điểm xuất từ Hải 1 cho đến Hải 6 thì làm sao ạ? Huy sẽ đưa luôn vào để Huy làm luôn một lần. Ở đây Huy sẽ export ra. Export ở đây là gì ạ? Export audio nhá. Bỏ cái phần này đi. Export audio. Đấy, tức là gì ạ? Huy ghép hết nó vào thành một. Rồi. Đấy. Open folder. Folder nằm đâu? Đấy, nó ra đây. Được chưa ạ? Ra đây. Đấy, mình đưa vào đây. Mình ghi là gì ạ? Hải voice. Được chưa ạ? Rồi. Tiếp theo nữa là phần phần xóa đi. Mình chọn phần Yến. Đây, Yến. Nghe có vẻ thú vị. Yến thì có ba cái này. Đấy, được chưa? Rồi, chúng ta export ra audio. Ở đây chúng ta sẽ chọn cái phần này, được chưa? Yến select và chúng ta chọn là Yến voice. Đấy, dạ, rồi, ok, xong. Rồi, tạm thời bỏ này phần đi. Tạm thời bỏ thằng này đi. Rồi, quay lại đây. Thì Huy sẽ import cái gì ạ? Cái voice của Hải vào nhá. Import cái voice của Hải vào. Rồi Hải voice này. Đấy, Huy import cái voice của Hải vào. Để làm gì ạ? Để cái nhân vật này nó sẽ mấp máy miệng theo cái ngôn ngữ mà cái voice đã được tạo ra nhá. Đó, sau đó thì đầu tiên là Huy phải tắt cái mic đi, tắt cái camera đi. Đấy, tắt camera để làm gì ạ? Đấy, để cái mặt của Huy này, anh chị em nhìn thấy không? Khi mà Huy lắc đầu là thằng Hải nó lắc đầu theo này. Đấy, ok không ạ? Anh chị em nhìn thấy không ạ? Đấy. Và nếu như mà cái bản Pro ấy là chúng ta khi mà Huy giơ tay này nó giơ tay theo luôn. Nó giơ tay theo luôn, thì cái bản này nó không có nhá. Đấy, rồi, được rồi. Tí nữa thì chúng ta sẽ ghép tay xong. Đấy, ok. Rồi bây giờ nhá, chúng ta sẽ nhấn vào record face. Ok không ạ? Đấy. Chào Yến, lâu quá không gặp nhau nhỉ, mới nghe nói Yến đang tìm kiếm một công việc kinh doanh mới. Bạn biết không, tôi đã tìm thấy một mô hình kinh doanh thật độc đáo và thú vị. Đó là mô hình affiliate cùng công ty Lightwood. Đặc biệt ở đây, bạn không cần phải đầu tư nhiều tiền, không cần phải ôm hàng và đặc biệt là không cần bán hàng. Đơn giản, bạn chỉ cần trở thành một đối tác, kết nối khách hàng với sản phẩm chất lượng từ Lightwood. Bạn không phải lo lắng về áp lực doanh số hay tuyển dụng mà được tập trung vào việc phát triển bản thân. Đừng lo, Yến, cùng với Lightwood, bạn sẽ được học tập và được đào tạo bởi những chuyên gia hàng đầu trong ngành. Họ sẽ giúp bạn hiểu rõ về mô hình kinh doanh này và cung cấp công cụ để tự động hóa doanh nghiệp của bạn. Chúng ta đã có điểm xuất phát giống nhau, thậm chí ngày xưa bạn còn học giỏi hơn mình phải không Yến? Nhưng với lựa chọn khác nhau, chúng ta đã đi trên những con đường khác nhau. Hãy cùng tôi, cùng Lightwood và hãy thay đổi cuộc sống của bạn để đạt được thành công, khỏe mạnh và hạnh phúc. Rồi, ok nha. Như vậy là chúng ta đã xong cái phần record voice. Bây giờ chúng ta sẽ đưa vào phần đấy. Đấy, được chưa? Ở đây anh chị em nhìn này.
trong cái phần 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 voice này nó có mấy cái này. Đấy, cái phần kịch bản nhá, nó mới có mấy cái nhá. Đấy là gì ạ? Hải đầu tiên là chào nhá, được chưa? Cái bước một là Hải là chào này. Đấy, chào này thì chúng ta sẽ có cái phần chào này. Đấy, xin chào Yến, được chưa? Mình kéo nó xuống đây. Đấy, được chưa? Rồi. Chào Yến, lâu quá không gặp nhau nhỉ? Mới nghe nói Yến đang tìm kiếm một công việc kinh doanh mới. Đây, đến đoạn này thì mình mới đến cái đoạn này thì mình sẽ dùng một cái cử chỉ tay nào đó nó phù hợp. Đây. Đây. Chào Yến, lâu quá không gặp nhau nhỉ? Mới nghe nói Yến đang tìm kiếm một công việc kinh doanh mới. Bạn biết Ok không ạ? Như vậy là xong xong cái đoạn hải chào một nhé, xong cái đoạn hải một nha. Đấy, cho đến đoạn hải hai này. Ok anh chị em nha. Rồi, bây giờ là chúng ta sẽ export nó ra. Đấy, export nó ra. Chúng ta sẽ chọn là high quality này. Được chưa? Đấy. Rồi, export này. Rồi, chúng ta sẽ đưa nó vào trong cái phần này này. Đấy, express này là Hải xin. Hải xin. Là cảnh của Hải. Đó. Ok, export. Rồi, chúng ta đợi khoảng độ tầm 1 phút 40 giây, 1 phút 30 giây gì đó. Xong phần này thì chúng ta sẽ bắt đầu đến cái phần tạo hình cho nhân vật Yến nhé. Rồi, xong, Hải là xong này. Đến nhân vật Yến này, là chúng ta quay trở lại trang chủ này. Đấy, là chúng ta sẽ dạ, đến với nhân vật Yến này. Nhân vật Yến thì hơi trông hơi xấu một tí, hơi xổ xề một tí. Thì dạ, là bởi vì là bạn ấy đang dạ, đang gọi là cảm thấy chán nản, thất vọng ở trong cuộc sống. Được dạ, nhá. Rồi, ở đây thì chúng ta cũng chọn là hình vuông nhé. Được chưa ạ? Sau đó là chọn nền xanh nhé. Được chưa ạ? Để làm gì ạ? Để sau này chúng ta xóa phông cho nó dễ. Chúng ta đưa các cách chúng ta xóa phông rất là dễ. Sau đó là chúng ta là import cái gì ạ? Cái phần Yến Voice vào. Được chưa ạ? Rồi, bây giờ chúng ta nhấn Record Face. Ừ, tôi đang rất khó khăn và mệt mỏi với cuộc sống này. Tôi muốn có thu nhập ổn định, nhưng không biết phải làm thế nào. Thật không? Vậy tôi phải làm gì? Nghe có vẻ thú vị, nhưng liệu tôi có đủ khả năng để thành công? Rồi. Ok không ạ? Yến thì nó đơn giản hơn. Đấy, như vậy là gì ạ? Ừ, tôi đang rất khó khăn và mệt mỏi với... Đây, khó khăn và mệt mỏi này. Đây. Dạ. Ừ, tôi đang rất khó khăn và Đấy. mệt mỏi với cuộc sống này. Ok không ạ? Đấy. Tôi muốn có thu nhập ổn định, nhưng không biết phải làm thế nào. Đấy, đưa cái này vào. Tôi muốn có thu nhập ổn định, nhưng không biết phải làm thế nào. Đấy. Đến đoạn này không biết làm thế nào thì nó hơi bối rối một chút. Đấy. Tôi muốn có thu nhập ổn định, nhưng không biết phải làm thế nào. Anh chị em thấy không ạ? Rất là khớp đúng không Thật. Export à? Rồi xong, như vậy là xong hai cảnh đấy nhá. Rồi bây giờ đến cái đoạn gì ạ? Đến cái đoạn mà background bối cảnh, được chưa ạ? Ở đây thì chúng ta cũng có thể lựa chọn một cái dạng background như này. Đấy, như vậy là ở đây chúng ta có thể là có những cái người mà ở phía sau, tức là nó chỉ là cái nhân vật phụ ở phía sau đó, thì chúng ta có thể record cái cô này. Đấy, cô này đang nói chuyện với cả một cái người nữa chẳng hạn. Đấy. Rồi, đấy thì chúng ta cũng có thể đưa vào đây một vài cái cử chỉ hành động của cô gái này đấy, để cho nó thêm sinh động. Rồi, đấy, sau đó là chúng ta export đây. Đấy, export đây. Rồi. Chúng ta có thể thêm một nhân vật nữa đang nói chuyện với cả cô gái này. Có thể là một cái người với anh chàng này đi.
Đấy, được nha. Rồi. Rồi. Đấy, ở đây thì chúng ta chỉ cần cái hình nền màu xanh thôi. Được chưa? Rồi, chúng ta cũng record. Rồi. Đấy. Ở đây chúng ta có thể đưa vào một vài cái động tác cho anh này. Rồi, sau đó là chúng ta sẽ xuất ra. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ sử dụng CapCut nha.